Dạ em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip 80 nha các anh chị. Thì các anh chị nào mà chốt cái clip này thì ghi giúp em là clip 80 à. Thì cái hình thức thanh toán bên em thì các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển à. Em tên đương số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì em sẽ vô cái mã số 1 luôn. Mã số 1 là một cái cặp cảo nha các anh chị. Thì hôm nay về cũng có mấy cặp cảo. Cặp cảo này nha các anh chị. Cặp này thì cái cắn của nó nè, hiệu của nó là Ba Cư Ma nha các anh chị. Ba Cư Ma chiều dài của nó là 300mm, rộng là 80 nha các anh chị. Rộng là 80. Thì cái cặp này là cái cắn bằng gỗ nha các anh chị. Cái cắn của nó bằng gỗ nè. Đó, hình thức của nó cũng còn khá đẹp nha các anh chị. Đó, hình thức của nó nè. Thì cái cặp này nó không có bị rỉ sét gì hết nha các anh chị. Nó không có bị đen gì hết đó. Nó vẫn còn khá mới luôn. Ở hình thức của nó là đẹp nha các anh chị. À, cái chỗ này nó có nứt nha các anh chị đó. Cái cắn gỗ này nó có ren ren xíu như vậy nha các anh chị. Mà nó chỉ có bị vậy thôi. Đó, đẹp luôn. Rồi mã số 1 nha các anh chị. 550k. Đó, cái cặp này nè, để em quay cho các anh chị xem nè. 300 nhân 80, hiệu của nó là Ba Cư Ma. Đó, phần này cắn gỗ. Trời đẹp. Rồi mã số 1 550k. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Là một cái cặp này. Cặp này cũng cặp của Ba Cư Ma nha các anh chị. Đó, hiệu của nó cũng Ba Cư Ma này. Cũng chiều dài của nó là 300 nhân 80 nha các anh chị. Nhưng mà cặp này là cái tay cầm của nó bằng nhựa nha các anh chị. Thì cặp này nó có dính những cái mối hàn nhẹ nhẹ như vậy nha các chị đó. Nó có dính cái mối hàn này đó. Thì hoạt động là bình thường hết nha các chị. Nói chung là hoạt động là đồng ok hết nè. Chặn lại đây. Cặp này chiều dài cũng 300 nhân 80 nha các anh chị. Nhưng cặp này thì cái tay của nó này, cái chỗ này nè, nó bị hơi đen đen nha các anh chị. Bị hơi đen đen nè. Bên này thì đẹp hơn nè. Mà cái cắn cũng còn đẹp hết nha các anh chị. Rồi mã số 2 520k. Mã số 2 520k. Tiếp theo là mã số 3. Để em bật cái móng điện. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. Mã số 3 là một cái cặp cảo. Cặp này thì cũng hiệu Ba Cư Ma nha các anh chị. Cặp này còn đẹp hơn nè. Đó. Nhưng mà cặp này chiều dài có 250 x 80 nha các anh chị. 250 x 80. Cắn tay cầm được còn đẹp. Bên trên cũng còn đẹp luôn nha các anh chị. Đó, thì cũng hoạt động cũng như mấy cái cây kia thôi. Đó, yeah. Để lên để xuống. Chặn vô. Rồi chiều dài của nó 250 x 80. Hiệu Ba Cư Ma. Hai bên đều đẹp đẹp. Tay cầm được cũng còn ok hết nha các anh chị. Rồi mã số 3 450k. Số 3 450k. Tiếp theo là mã số 4 nha các anh chị. Mã số 4 là một cái cặp cảo này. Cặp này là của Sanki. Của Super nha các anh chị. Cặp này là của Super nè. Cái chiều rộng của nó là 25, chiều này là 50 nha các anh chị. Chiều này là 50 nè. Còn cái bề rộng từ này tới này là 35. Bề này nè, từ cái tâm này vô tới này là 35, còn cái này là rộng 50. Đó. Hiệu Super nha các anh chị. Super da băng. Đây. Rồi mã số 4 nha các anh chị, 250k. Mã số 4 250k cho cặp cảo cảo này. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái cặp cái cây cảo này nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là Bedside. Đó, Bedside nha các anh chị. Thì cây này là nó của Germany nha các anh chị, của Đức. Cái hiệu của nó là Bedside Germany. Mini nha các anh chị, của Đức này. Đó. Thì cái cặp này là quên cái cây này là nó hình thức của nó là như vậy nha các anh chị.
đó, nó có một cái đầu như vậy nha các anh chị, không biết là người ta chế hay là nó như vậy thì em biết nè. Cái đầu của nó là đó, nó có một cái khúc như vậy, mình để lên nhà mình dặn ngang dài cũng được nha các anh chị, ngang dài mình xéo dài cũng được nè, đó mình dặn lại nè, cứng này. Cái hình thức của nó là nó có một cái cục như vậy này đó, mình muốn dặn ngang dặn sau rồi mình dặn đẩy cái này nha các anh chị. Cái này là nó lúc lắc nè, đó lắc qua lắc lại nè, người ta làm nó người ta làm nó lắc nha các anh chị, đó lắc này. Khúc này là chiều để em đo luôn đó, mình dặn thì cái cây này chiều dài của nó là như em đo hình thức như vậy nha các chị là 35, thì chắc cái phần ngậm của nó cỡ 25 thôi nha các chị, cỡ 25-30, cỡ 25-27 thôi, để em kéo xuống hết thử, phần ngậm nó cỡ 25 thôi. Đó. Thì cái phần ngậm của nó là từ cái này nha các anh chị, từ cái này xuống tới cái này, tới cái cục đây thôi này. Đó. 25 nha các anh chị, cỡ 25 này. Thì nó có như vậy này, hoạt động rồi. Đó. Dặn lại. Đó. Rồi. Thì cái này là cái cây cẩu của Đức nha các anh chị, thì có nó cũng còn khá đẹp, tay cầm rồi đẹp nè, có cái hiệu Bestside, thân rồi cũng đẹp hết nha các anh chị, cây này thì nó khá chắc chắn luôn. Hình thức của nó thì nó có cái cục đây, cái cục đây là nó như Germany của Đức. Rồi mã số 5 nha các anh chị, 350k cho cây này. Cây này thì chắc chắn đẹp, còn đẹp luôn. 350k. Rồi cái phần rộng để em đo phần rộng, quên rồi. Chiều dài của nó là em đo như vậy nha các chị, thì bây giờ nó không có để nè, 33 nè. Cái phần rộng này từ đây vô tới đây là cỡ 8 sen nha các anh chị. Cửa 8 sen nè. Chắc cái cẩu này là cẩu được chiều dài của nó là 25 và nhân 80 nha các anh chị. Rồi mã số 5, 350k. Tiếp theo là mã số 6, là một cái cây cây cưa nha các anh chị. Cây cưa này thì cái cắn của nó là cắn cưa cũng đẹp nha các anh chị. Cắn của nó là cái hiệu là Ishinoko. Thì cái này mình bấm nha. Đó. Cái lưỡi cưa thì cũng còn khá đẹp nha các anh chị. Nó bị đen đen như vậy thôi chứ mà cũng còn khá bén nè. Chiều dài lưỡi của nó là 21 nha các anh chị. Lưỡi này là lưỡi của ARS nè. Đó, ARS nha các anh chị. Lưỡi này lưỡi ARS 21. Thì cái phần lưỡi còn bén nha các anh chị. Lưỡi còn bén. Rồi mã số 6 nha các anh chị, 250k. Mã số 6 250k. Chiều dài lưỡi là 21. Hình thức rồi cũng còn ok. Mã số 6 250k. Tiếp theo là mã số 7 nha các anh chị, mã số 7 là một cái cây cưa lắp. Thì cây này hình thức của nó nè. Đó. Chiều dài lưỡi là 18 nha các anh chị, còn bên này cũng còn đẹp nè. Rồi nó có cái chữ chỗ này nha các anh chị, đó, cái chữ như này. Rồi mã số 7 100k nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 8 là một cái cây mổ lít ngon. Thì cây này là da băng nha các anh chị, da băng nè, hiệu của nó là sinh cây. Thì cây này là 200, chiều dài của nó là 280mm nha các anh chị. Cây này là không có chưa có sử dụng, đi về thì nó có những cái vết thôi, cắn thì thôi chứ nó chưa sử dụng nha các anh chị. Đó, chưa sử dụng rồi. Còn khá đẹp luôn, răng của nó này. Đó, các anh chị thấy không? Đẹp luôn. Thì cái này phần mở rộng miệng của nó là 73 nha các anh chị. Phần mở rộng miệng là 73, hoạt động ok.
em qua vô này. À. Cái này là mới chưa sử dụng nha các anh chị. Nó đi về bãi thì nó hơi bị đụng xước xước nhẹ nhẹ xíu thôi chứ mà đó, mới. Hiệu sinh cay nha các anh chị, da băng. Rồi mã số 8 330k. Tiếp theo là mã số 9. Là một cái cây mỗi lớp 200ml nha các anh chị. 200ml này hiệu cũng xinh cây luôn nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này, da băng. Đó. Thì cây này là cũng còn khá mới nha các anh chị. Nó chỉ bị cắn nhẹ nhẹ xíu thôi. Còn cái đầu nó chưa sử dụng rồi. Đó, bên hai bên này. Cái phần này, đó, người ta phai còn y thinh luôn á. Thì cái này là chiều dài của nó là 200ml nha các anh chị. Hiệu xinh cây, da băng. Thì em sẽ qua nè. Thì cái miệng mở rộng của nó chiều dài 200ml. Thì cái miệng mở rộng nó là 25ml nha các anh chị. Hoạt động ok. Nó có cắn nhẹ nhẹ xíu nha các anh chị. Nhưng mà cũng còn đẹp lắm. Trai trai à. Hình thức của nó nè. Rồi mã số 9. 180k. Tiếp theo là mã số 10 nha các anh chị. Là một cái cây mỏ lết OM24 của Lutter. OM24 của Lutter nha các anh chị. Thì cái này nè, hình thức của nó nè, cái phần ngòm cũng còn ok nha các anh chị. Phần ngòm nè, nhưng bánh xe thì nó hơi xấu nha các anh chị. Bánh xe nó hơi xấu xíu, hoạt động ok. Bánh xe hơi xấu nha các anh chị. Thì cây này Lutter miệng mở rộng của nó là 30 nha các à quên miệng mở rộng của nó là 24 nha các anh chị, 24mm. Thì cái phần chiều dài của nó là cây này nhỏ lắm nha các anh chị, chiều dài của nó chỉ có 15 thôi. Nhỏ xíu nha các anh chị, nó ở trên tay chiều dài của nó là 15 thôi, một tấc rưỡi. Nhưng mà cái miệng mở rộng của nó tới 24mm nha các anh chị. Đó. Phần bánh xe hơi xấu một xíu. Rồi mã số 10 150k nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 là một cái cây mỏ lết này của một chiều dài nó là 150mm nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này. Cây này của Gisuke. Cốc này nó có một cái cắn nhựa nha. Thì cái cây này nó có bọc nhựa. Cái này thép đen nha các anh chị, thì phần ngòm cũng còn ok nha các anh chị. Đó. Cũng còn đẹp, khá đẹp luôn. Chung là nó chỉ sử dụng lướt nhẹ nhẹ thôi. Một chiều dài là 150mm thì cái miệng mở rộng của nó là 20mm nha các anh chị. Miệng mở rộng 20mm, logo nội địa Nhật. Hình thức của nó khá nhỏ nha các anh chị, 15cm thì chưa được găng tay này. Rồi mã số 11. 120k. Tiếp theo là mã số 12 nha các anh chị. Là một cái cây kéo cắt tôn. Cây này thì hiệu của nó là Mitsubishi nha các anh chị. Logo Mitsubishi nè. Cắn tay cầm rồi còn đẹp nè. Không có rách nha các anh chị. Đó, lưỡi cắt của nó nè. Lưỡi cắt của nó thì nó có nhẹ nhẹ xíu như vậy thôi nha các anh chị. Đó, nó có giam nhẹ xíu thôi. Bên này cũng vậy nè. Đó, có giam nhẹ xíu nhưng mà cắt còn ngọt lắm nha các anh chị. Em sẽ cắt thử cho các anh chị xem. Cắt còn khá ngọt luôn. Cắt ngọt lắm nha. Rồi cái này thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Chiều dài của nó 25. Lưỡi cắt thì nó có một chấm nhẹ nhẹ xíu như vậy. Rồi mã số 12 nha các anh chị. 250k của hiệu Mitsubishi. Rồi tiếp theo là mã 13. Là cũng một cái cây này nha các anh chị, cái kéo cắt tôn cũng cái mũi cao luôn. Nhưng mà nó chỉ có một dòng chữ này của Nhật thôi nha các anh chị. Nó không có cái gì nữa hết, nó chỉ có một dòng chữ như vậy thôi. Thì cây này chiều dài cũng 25 nha các anh chị. Nhưng mà cây này thì lưỡi không có bị mẻ gì hết. Đó, lưỡi không bị gì hết. Em sẽ cắt thử cho các anh chị xem. Cắt ngọt nha các anh chị. Đó. Thì
Thì cây này chiều dài của nó cũng là 25 nha các chị. Chiều dài 25. Nó chỉ có một cái dòng chữ dài nè. Rồi cắn tay cầm được còn đẹp, không bị gì hết. Rồi mã 13 nha các chị, 250k. Tiếp theo là mã 14, là một cũng một cây kép cắt tôn. Cây này thì cái lưỡi của nó hơi dăm dăm nhẹ nhẹ xíu nha các chị. Đó, nó có sử dụng, nó hơi dăm dăm nhẹ, nhưng mà cũng còn đẹp lắm nha các chị, nó không có bị gì hết á. Em sẽ cắt thử cho các chị xem nè. Cắt ngọt nha các chị. Đó, cắt ngọt lắm. Nè, cắt ngọt nha. À, thì cây này dài nha các chị, cái cây này phần lưỡi của nó dài nè, phần lưỡi của nó tới 8 sen nè, chiều dài của nó là 28 nha các chị. Đó, thì cái lưỡi của nó cũng để mình cắt tôn nè, lưỡi bén nha các chị. Hình thức của nó cũng cong cong để mà mình cắt tôn không đụng tay đó. Mã 14 250k nha các chị. Tiếp theo là mã 15. Tiếp theo là mã 15 nha các chị, là một cái cần của Tone. Cái cần này còn mới nhưng chưa sử dụng nha các chị. Người ta có sử dụng cũng chỉ lướt thôi. Thì hiệu của nó này da băng, logo nội địa Nhật, hiệu Tone đó. Thì cây này còn mới lắm nha các chị. Đó, hình thức của nó này, bên trên này không có bị trài gì hết, đầu bi rồi đẹp luôn. Hoạt động ok nha các chị. Đó, hoạt động này. Rồi lắc qua lắc lại đó, đẹp. Thì cây này chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Chiều dài là 27 nè. Cây cần này chưa sử dụng nè. Đẹp nha các anh chị, da băng, logo nội địa Nhật, Tone. Hoạt động ok nha, lắc qua lắc lại nè. Đó, cái đầu nè. Bi. Bi đẹp luôn nha các anh chị. Rồi mã số 15 nha các anh chị, 320k. Đó. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là một cái cây này, cây vòng 2 số nha các anh chị. Cây khóa 2 số 14 và 17 của Germany. Đó, Germany nha các anh chị, 14, 17. Cái đầu này, đầu đẹp lắm luôn, chưa sử dụng luôn á. Bên này cũng vậy nha các anh chị. Nó làm bằng thép cứng á, nên nó rất là mỏng nha. Hiệu Heiko này. Đó, rất là mỏng nha. Rồi cây này thì chiều dài của nó là 14, chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. 17. Số là 14, 17. Rồi mã số 16, 130k. Tiếp theo là mã số 17 nha các anh chị, là một cái cần 4 số. Thì cái cần này là nó có cái chữ như vậy thôi nha các anh chị. Đó, cái chữ này. Chrome Vanadium. Rồi còn cái US Bass gì đó, chứ nó không có hiệu nha các chị. Thì cái này là 10 nè. Số này số 10, 13. Bên này là 10, 13 nha các chị. Còn bên này là 14, 12, 14. Thì nó còn khá đẹp luôn nha các chị. Nó chưa có bị gì hết á. Đầu còn đẹp luôn nè. Hoạt động ok. Đó, lắc qua lắc lại nè. Đó. Bên này là 14 nè. Đó, lắc qua lắc lại nè. Một cái là 10... 13, 14, một cái là 10, 12. Đó, là 4 số, 10, 12, 13, 14 nha các chị. 10, 12, 13, 14. Đúng rồi. Thì cây này chiều dài của nó là 27 nha các chị. Chiều dài của nó 27, rồi mã số 17, 220k. Tiếp theo là mã số 18 nha các chị. Mã số 18 là một cái cây kìm này. Cái này thì của Made in Germany nha các anh chị. Cái này là của các người ta để là cắt dây đàn piano nha các anh chị. Cái này thì cái cán của nó trài trài như vậy, nhưng mà cắt khỏe lắm nha các anh chị, cắt khỏe lắm. Các anh chị nào mình chốt về cắt kẽm cắt đồ á, cắt khỏe bén lắm nha các anh chị. Đó, bén ngót luôn á. Chuyện cắt kẽm hay là cắt cái gì cắt ha, chứ còn bén lắm luôn, không có bị gì hết á. Nó có cái này. Thì cái cây này nó có mẻ chỗ này nha các anh chị. Người ta khoan làm lỗ tuốt làm gì á. Đó, người ta có khoan về, nhưng mà cái phần khúc mà mình để mình cắt nó dài lắm nha các anh chị.
Thì cái này là F20 để cắt dây đàn piano. Dây đàn piano thì khá cứng. Đó. Rồi. Thì Made in Germany là của Đức nha các chị. Cái này thì size nó cũng bự nữa. Size của nó là 21 nha các chị. Size nó 21. Cắn của nó nè. Thì các chị mình dùng để làm nghề là ok. Nhưng các chị nói chung là nó còn bén, cắt khỏe lắm. Cắt nhẹ tên luôn. Cắt dây ba ly nhẹ tên luôn nha các chị. Chai này dây ba ly lần á. Rồi. Mã số... mã số 18 nha các anh chị, 280k. Đó, nó bị mẻ chỗ này xíu à. Rồi tiếp theo là mã 19 là một, cũng một cái cây kìm cắt nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là Furitaka, logo nội địa Nhật. Đó, lưỡi cắt khít không hở. Em sẽ cắt thử dây điện cho các anh chị xem nha. Da đây bự quá. Da đây 3 ly lận. Đó, cắt ngọt các anh chị cho đây. Rồi. Cho đây tới 3 ly. Rồi cắt khít nha các anh chị, nhưng mà nó bị trài trài nè. Đó, nó có trài trài như vậy nha các anh chị. Có trài trài nè. Cái này thì size 16, mã 19. Lưỡi cắt khít không hở này nó có lỗ tuốt nha các anh chị. Hiệu của nó là Furitaka, logo nội địa Nhật. Đó, lưỡi cắt khít không hở nhưng mà nó bị có trài nè. Rồi mã 19, 100k nha các anh chị. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cây kìm con cá nha các anh chị. Cây này mới như chưa sử dụng nè. Hiệu Lutter. Kìm con cá Lutter nha các anh chị, Lutter nè. Logo nội địa Nhật. Thì cái này phần ngàm của nó nha các chị, phần ngàm của nó này chưa có sử dụng nên nó cái này là đi về nó hơi vàng 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 như vậy thôi, chứ còn cái đầu là chưa sử dụng nha các chị. Cái này thì chiều dài của nó là 20 nha các chị, chiều dài của nó là 20. Chiều dài của nó 20, thép trắng như vậy nha các anh chị. Nó đó, Lutter này. Lutter này. Lutter con tôm. Logo nội địa Nhật này. Đó, lưỡi. Rồi mã 20 130k nha các anh chị. Con kìm con cá 130k. Tiếp theo là mã 21 là một cái cây kìm mà của Fuyia nha các anh chị. Cây này thì size 16. Fuyia Japan. Cái này à, Tí ơi, ngoài đó có cuộn dây điện màu xanh xanh của mẹ không Tí? Dục kêu cho mẹ ấy. Đó. Thì cái này chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. Cái này nhỏ nhỏ cắt chứ. Rồi, dài 16 nè. Lưỡi cắt khít không hở gì hết nha các anh chị. Cái phần răng này. Răng còn đẹp luôn. Em sẽ cắt thử nè. Cắt ngọt lắm nha các anh chị. Đó, cắt ngọt. Rồi thì cây này là size 16, mã 21, 130k. Tiếp theo là mã 22 là một cái kìm này. Cái kìm này là hiệu của nó là BH gì nha các anh chị, logo nội địa Nhật ấy. Thì người ta khắc laser nên nó cũng hơi mờ mờ xíu nha các anh chị. Bây giờ người ta khắc laser không. Đó, cái phần răng rồi cũng còn đẹp nè. Lưỡi cắt khít đầu đẹp nha các anh chị, đầu còn khá mới luôn. Bên này nó hơi ái nhẹ nhẹ thôi chứ đầu đẹp nè, tay cầm đẹp luôn. Cái này thì size của nó là 18 năm nha các anh chị, size 18 năm. Thì em sẽ cắt thử dây điện. Cắt ngọt nha các anh chị, cắt khá ngọt luôn. Đó. Rồi. Mã 22 200k nha các anh chị. Tiếp theo là mã 23 là một cái cây kìm cắt của SK11. Logo nội địa Nhật SK11 nha các anh chị. Thì cái cây này nè. Nó cái đầu nó còn đẹp nè, lưỡi cắt khít nha các anh chị, lưỡi cắt khít nè. Không có hở nè, răng đồ còn đẹp mà răng cái lỗ của nó là cái gì? Hình thoa nha các anh chị đó, nhưng mà cái cán của nó
cắt ngọt nha các chị đó, cắt khá ngọt luôn. Mà cái cắn của nó này, cắn nó không có rách nha các chị, nhưng mà nó bị đi gì á, nó cắn quên trài trài chân như vậy nè. Nhưng mà cái cắn của nó không có rách nha, không có rách gì hết, nó chỉ trài mình nhìn thấy nó hơi dơ dơ thôi chứ nó không có rách nha các chị. Thì cái này là size 10, cái này thì mình cắt bán size 19 nha các chị, rồi mã 23, 150k luôn. Đó, kênh tức của nó là đầu đồ còn mới hết nha, còn đẹp hết nha các chị, logo nội địa Nhật rồi luôn nè. Đó, nhưng mà có một cái là cái cắn này nó trời tài nè, nên mình nhìn thấy nó hơi dưa dưa nha các chị. Chờ mã 23, 150k luôn em. Tiếp theo là mã 24, là một cái cây kìm này nha các chị. Cây này thì hiệu của nó thì Revit nè, logo nội địa Nhật là Barbie á. Đó, đầu đẹp, cắn tay cầm đẹp luôn nha các chị. Thì cây này size của nó là 18 năm nha các chị, size 18 năm. Em cắt thử dây điện, cắt ngọt nha các chị. Đó, đó, Revit. Cái này thì mã số 20, mã số 24 nha các chị, 160k, đầu đẹp luôn. Đó, đầu đẹp, cắn đẹp luôn. Cái này thì hơi rẻ nè. Rồi, mã số 24, 160k luôn nha các chị. Tiếp theo là mã 25, là một cái kìm này. Cái này thì hiệu Mary nha các chị, cắn đồ còn đẹp nè, cắn đồ cũng còn ok, không có rách gì hết nha các chị. Nó có cắn nhẹ chỗ này xíu, Mary Japan có cắn nè, đầu lưỡi cắt khít không có hở nha các chị, phần ngàm nè. Rồi em sẽ cắt thử dây điện nè, mấy cái loại Mary cắt ngọt lắm, cắt ngọt nha các chị. Cái này là size lớn nè, cái này là size 21 năm nha các chị, size 21 năm, size bự lắm, size 21 năm nha các chị. Đó, cắn tay cầm này, cái đầu này Mary logo nội địa Nhật cũng được nha các chị, khá ok luôn. Rồi mã 25 nha các chị, 200k. Tiếp theo là mã 26, là một cái cây kìm mỏ nhọn nha các chị. Cây này thì hiệu của nó Fuyia nè, dưới cán Fuyia nha các chị. Cái logo có thể cái phần ngàm đồ đẹp nè, lưỡi cắt khít không hở. Thì em sẽ cắt thử cái dây điện cho các chị xem, cắt ngọt nha các chị. Đó, cắt ngọt. Cây này thì nó có cái mỏ nhọn nó hơi dài dài một chút nha các chị. Cây này thì size 17 năm, đó, cái mỏ nó dài ra nhiều nha, size 17 năm nha các chị. Rồi mã 26, 130k, đẹp nha. Đó, đầu đẹp nè. Rồi mã 26, 130k. Tiếp theo là mã 27. Mã 27 là một cái cây này là của 3Bit luôn nha các chị. Cái cán này dài nè, cán này khá chắc chắn nha. Cái này size của nó là 16. Cái này size ngắn hơn nha các chị. Cái này size 16 nha các chị, 16 nè. Em cắt thử dây điện. Cái này cán dài á nên chắc chắn nha các chị đó, cắt ngọt luôn. Rồi, cán được còn đẹp nè, 3Bit. Rồi mã số 27 nha các chị, 120k. Tiếp theo là mã 28, là một cái kìm này của Goody gì nha các chị. Đó, thì nó là cái hiệu của nó như vậy, Made in Japan, logo nội địa Nhật, cũng còn đẹp luôn nha các chị. Còn đẹp. Thì cái này nó cắt ngọt nha các chị. Mấy cây kìm kìm gì, kìm nhọn đây đẹp hết này, đó răng rồi đẹp này. Rồi mã 28 nha các chị, 100k. Tiếp theo là mã 29, cũng là một cái cây kìm mỏ quạ nha các chị. Cây này thì SK11 này, cây này cũng đẹp luôn. 4 cây kìm quạ, cây nào cũng đẹp, quen kìm mỏ nhọn, size 16 nha các chị, size 16 này. Đó, em cắt luôn. Đó, cắt ngọt luôn, cây nào cũng đẹp này, toàn kìm nhọn đẹp. Rồi mã 29 nha các chị, 100k. Tiếp theo là mã 30,
Mã 30 là một cái cây lã ống đồng nha các chị. Cái bộ lã ống đồng này, cái bộ này nó có hai cái phần như vậy nha các chị, một phần này và một cái cục này. Thì cái cục này em sẽ ra cái cục này trước nha các chị. Cục này thì nó có này là số 8, 10, 6, 13, 5, 14 nha các chị. À quên, 5, 16. Đó thì nó có tất cả là như vậy. À, 8 này, 10 này, cái này là 6 này, cái này 13 này, cái này 5 này, cái này 16 này. Thì nó có 5 phần 16, 3 phần 8, 1 phần 4, 1 phần 2, 3 phần 12, 3 phần 16, 5 phần 8. Đó thì cái phần là nó như vậy, còn cái số này nè là 8, 16, 13, 5, 16. Đó thì cái nó có thêm cái này để mình lã nha các chị, mình để vô đây mình dặn xuống. Đó, cái bộ này là đủ bộ như vậy nha các chị. Đó mình dặn xuống rồi. Thì cái này là cái hiệu của nó nè, cái hiệu là Britman gì nha các chị, Britman này, OTC da băng đó. Thì cái bộ này còn mới như chưa sử dụng nha các chị. Đó, bộ này còn đầy đủ hết này, nó có cái chữ như vậy nè, Britman này, OTC da băng. Đó, cái này cũng vậy nha các chị. Nè, OTC nè. OTC logo ngôi sao. Thì cái bộ này là những cái có những cái số như vậy nha các chị. Rồi, mã số 30 400k cho cái bộ lã ống đồng này. Các chị nào mình thích thì mình xem kỹ mình chốt nha các chị. Tại em đọc tất cả cái số này. Hiệu của nó là OTC da băng. Ngôi sao gì. Rồi mã số 30 lã ống đồng 400k. Tiếp theo là mã số 31 nha các anh chị. Mã 31 là một cái cây kìm này. Thì cái hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Nếu mà các anh chị mình mở ra nè, mình đãi cái này là bung ra như vậy, là mình làm bằng cái kìm quả nha các anh chị. Mình làm bằng kìm quả được nè. Cây này cũng đa năng lắm nè. Còn mình để như vậy á, mình đãi cái nút này lại chặn lại là thành một cái kìm, cái mỗi lít răng nha các anh chị. Mỗi lít ngang, mỗi lít răng. Thì là nó có cái hiệu như vậy nha các anh chị. Nói chung là nó có ghi cái chữ như vậy nè, mon, cái chữ như vậy nha các chị. Em cũng không có biết đọc cái này. Đó, có cái chữ như vậy. Bên này cũng vậy luôn. Cái chữ như vậy nha các chị. Em không biết cái này là cái hiệu gì. Nói chung là cái hình thức của nó là như vậy thôi. Còn tất cả các anh chị nào mình biết cái hiệu này là của đâu, của nước nào sản xuất thì các anh chị mình chốt nha. Còn cái này nó chỉ ghi rượu quay gì. Thì cái này ngàm được còn đẹp nha các anh chị. Răng được còn đẹp nè. Nói chung không có bị gì nha các anh chị. Còn cái phần này để em quay nè. Em quay hết ra nha các anh chị. Em quay hết ra là nó mở rộng hơn của nó là được bao nhiêu. Em sẽ quay hết cái này ra để mình quay cái miệng. Nó mở rộng cũng rộng lắm nha các anh chị. Rộng lắm luôn á. Đó. Rồi là hết phần răng nha các anh chị. Rồi giờ hết phần răng rồi nè. Thì em sẽ đo cái phần của nó nè. Là tới 10 cm lận nha các anh chị. Miệng mở rộng của nó tới 10 cm nếu mà để rộng nhất nè. Các anh chị mình bóp lại như vậy. Mình đẩy qua là nó thành một cái cây mỗi lít ngang. Thì cái cây mỗi lít ngang mà để hình thức như vậy thì nó rộng là 7 cm nha các anh chị, 7 cm nè. Có cái hiệu này. Mon bi quay quen gì không biết nha các anh chị. Nói chung nó có cái chữ này để em quay. Đó. Nó giống cái chữ trong này nha các chị, nó giống cái chữ trên cái cán này mà không biết rồi đó nè. Đó, hình thức của nó là như vậy nha các anh chị, còn khá đẹp luôn. Rồi mã 31 nha các anh chị, 400k. Cho cái kìm này đó, mình bắn vậy thì nó thành là một cái cây đó. Còn mình bật cái nút này ra thì nó xéo như vậy. Còn mình để vậy là nó thẳng nè.
Ông Vĩnh đây. Đúng rồi, mã 31 400k. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Là một cái cây kiềm rút ri ve. Thì cái cây này thì roster nha các chị. Cái cây này cái hình thức của nó là như vậy. Nhẹ nhẹ thôi nha các chị, chứ nó không có mạnh đâu. Cái cây này bóp khá nhẹ nha. Hiệu roster da băng. Thì cái đầu nấm của nó này nha các chị, cái đầu rút ri ve này. Cái này là 3.2, cái này 4 chấm. Thì cái cây này là cái nấm của nó là 3.2, 4 chấm, 4.8 và 2.4 nha các anh chị. Thì cái này em sẽ bấm thử. Em quay thử, em rút thử cho các anh chị mình xem nha. Cái đầu em đang rút là 3.2 nha các anh chị. Cái đầu em rút là 3.2 nè. Ba cái rớt nha các anh chị, ok nha. Rồi em rút lại cái nữa cho các anh chị xem nè. Hai, ba, rồi. Rồi mã 32 nha các anh chị, 400k. Cái này thì chiều dài của nó là 27 nha các anh chị, chiều dài 27. Đó, cái này nó gãy mất một bên nha các anh chị. Cái này thì nó còn dính lại như vậy. Nó gãy mất cái bên này. Trời. Da băng luster. Đầu nấm đều đủ hết nha các anh chị. Nên cái nấm rút ri ve đủ nè. 32 400k. Tiếp theo là mã 33 nha các anh chị, là một cũng cây luster luôn nè. Cây này thì cái kiểu của nó khác nha các anh chị. Cái kiểu của nó khác thì cây này bám nặng mạnh hơn xíu nha các anh chị. Đó. Luster. Cái này cái đầu nấm cũng vậy nha các chị, cái nhỏ nhất là 2.4 nè. Còn cái em đang bấm đây là 3.2 nè. Cái đây 4 chấm nè, còn đây 4.8 nè. Em rút bình thường là em rút cái đầu 3.2 nha các chị. Đó. Thì các anh chị mình để vậy nè, mình rút nó 2 3 cái đứt nha các chị. Rồi em rút lại cái nữa cho các anh chị mình xem. Nói chung là cái đầu cái này là em cũng kiểm tra khá kỹ rồi. Để mà trước khi giao cho mấy anh chị nè. Một này. Cái họng đó. Hai nè. Rồi, nó cũng có cái đuôi đồ đầy đủ luôn. Luster con tôm. Trời, mã số 33 nha các anh chị, 370k. Tiếp theo là mã 34, là một cái cây kiềm quả luster nha các chị. Cây này thì chiều dài của nó là 200ml nè. Miệng mở rộng của nó là 4 sen nha các chị. Đó, phần ngàm đều đẹp luôn. Cái miệng mở rộng để hình thức như dài là 4 sen nè. Nhưng mà mình còn mở được nhiều nha các chị, mở rộng được nhiều nè. Cán tay cầm đều đẹp nè, không có bị gì hết. Đó, hoạt động thì ok. Chiều dài là 25ml. Quên 25 sen, còn cái miệng mở rộng là 4 sen. Hình thức đồ cán tay cầm đẹp, đầu đẹp nha các anh chị. Trời, mã 34 220k. Tiếp theo là mã 35, là cái bộ này nha các anh chị. Cái bộ này là bộ điêu khắc nha các anh chị. Thì nó có cái mũi nè. Một mũi xéo xéo như vậy nha các anh chị. Đó, một mũi xéo xéo nè. Hình thức của nó nè. Người ta có ghi cái tên ta. Rồi. Bộ thứ hai là cái mũi dũm dũm như vậy nha các chị, mũi tròn tròn như vậy. Đó. Rồi. Thứ ba là một cái mũi cũng tròn tròn như vậy mà nhỏ nha các chị, nhỏ hơn nè. Điêu khắc thì nó nhỏ xíu nha các chị. Còn đây mũi. Đó. Mũi rồi còn đẹp hết nha các chị, không có mẻ gì hết. Rồi này, mũi thẳng. Rồi cái bộ này là 5 mũi như 2, 4, 5, đúng rồi, 5 mũi nha các chị. Đó, hình thức của nó nè. Rồi mã 35, mình gài lại mình đãi vô nha các chị. Đãi vô. Đó. 150k nha các chị cho cái bộ này. Thì cái bộ này là nó có cái chữ như vậy nha các chị. Còn cái này là để vệ sinh. Vệ sinh, làm sang vệ sinh. Rồi mã 35, 150k.
Tiếp theo là mã 36 là một cái cây vít nha các chị. Cây này thì của USA này, Kenton. Thì cái mũi của nó này, mũi có sử dụng rồi nha các chị. Đó, nhưng mà vẫn còn được nha các chị, chứ không có đi nợ xấu à. Cây này thì chiều dài của nó là 20 nha các chị, Kenton USA. Rồi mã 36 100k nha các chị. Tiếp theo là mã 37 là một cái cây vít. Cây này là BH2 nha các chị, BH2. Rồi tiếp theo là cây vít này, cây này là của Brown da băng nha các chị. Cây này là da băng này, cũng BH2 nha các chị. Cây này mũi còn đẹp, cán tay cầm được còn đẹp hết, rau da băng. Cây này chiều dài của nó 20cm nha các chị, mũi BH2 80k, mã 37. Tiếp theo là mã 38 là một cái cây vít này. Cây này hiệu của nó là Sinh Lắc da băng nha các chị. Cây này là một cây vít lắc lắc nha các chị. Thì mình để nút chính giữa lắc qua lắc lại, nút chính giữa là một cây vít bình thường nha các chị. Đó, vít bình thường để qua lắc lại này. Thì cái mũi này là mũi BH1 nha các chị, mũi BH1. Cái mũi này BH2 nha các chị, mũi BH2 đó. Anh sẽ rút ra cho các anh chị xem này. BH máy này, BH2. Đó, thì cái mũi này là như vậy nha các anh chị. Cái này là cái vít lắc lùng tự động. Vít lắc lùng. Chiều dài của nó là 9cm nha các anh chị. Rồi mã 38, 130k. Tiếp theo là mã 39 là một cái cây này. Cây này thì của MCC nha các anh chị, cây kiềm tuốt. Cây kiềm tuốt của MCC. Thì cái MCC này, thì cây này cái phần này nè. Đó, nó nói như vậy nha các anh chị, mình tuốt này. Cái lỗ tuốt ở đây này thì nó là một cái một cái chỗ đây là một chỗ rộng nha các anh chị, chỗ rộng này. Còn ba cái lỗ này là ba lỗ nhỏ hơn này. MCC thì cây này chiều dài của nó là 17 nha các anh chị, còn cái phần rộng như vậy là 4,5cm này. Em sẽ tuốt thử cho các anh chị xem. Thì em sẽ tuốt cái lỗ bên nhỏ nha các anh chị, cái lỗ bên nhỏ này. Cái lỗ ở đây nè. Đó. Lỗ này là tuốt như vậy nha các anh chị. Cái lỗ này là tuốt đó. Là tuốt được dây, cái dây này là dây điện. Dây điện điện máy lạnh nha các anh chị, điện máy lạnh này tới 2 ly rưỡi 3 ly gì lận đó. Tuốt ok nha các anh chị. Đó, này. Còn cái phần mà rộng này nè, cái phần rộng em đang để cái dây này là không biết nó tuốt cái gì nữa, nó tuốt cái đồ mà một sắp dây hay sao á các anh chị. Còn cái này là em tuốt này, đó. Tuốt ok nha các anh chị. Rồi. Mã số bao nhiêu rớt mất tiêu vậy? Mã số 39 nha các anh chị. 300k. Mã số 39 300k. Đó, MCC. Rồi tiếp theo là mã 40. Mã 40 là một cây này nha các anh chị, cây này cây sủi nè, cây này thì nó hơi xấu nè. Tarima. Nó hơi xấu nha các anh chị. Đó, cây này hơi xấu nè. Tarima, cây này thì chiều dài của nó là 30 nha các anh chị, 30. Cây này nó hơi xấu nên em thanh lý luôn nha các anh chị. Cây này các anh chị mình mở cái ốc nhẹ nhẹ ra. Mở hai ốc nhẹ nhẹ ra mình bấm cái này. Bấm này số thì nó hửa nè nha các anh chị, nó hửa nha. Mình để cái lưỡi dao độc trái vô xong rồi mình thả ra mình dặn ốc lại. Rồi, cái phần này là chiều dài của nó là 10cm nha các anh chị, 10cm này. Đó, Tajima. Rồi mã số 40 nha các anh chị, 100k thanh lý luôn nha các anh chị. Đó, nó hơi xấu. Rồi tiếp theo là mã 41 là một cái cảo này. Cảo này thì hai chân nha các anh chị. Cảo hai chân nè. Cây này thì còn khá đẹp luôn. Nói chung là nó mới lắm luôn nha các anh chị. À, hiệu của nó hiệu Hit Da Băng. Đây. Xào hủ tiếp ăn đi. Khoảng ăn cơm. Nào mẹ em không có đồ ăn. Lấy đồ ăn ra đi. Hiệu Hit nha các anh chị. Nó để cái gì nè. Hit GB 75 da băng
đó, GB75 da băng nha các chị. Cái này thì còn đẹp lắm luôn, mới cáo luôn nha các chị. Đó, hình thức mũi rồi nhọn rồi còn đầy đủ luôn nè. Nó khá mới. Nó có tôm thì thịt xào mực. Rồi thì cái này hình thức nó như vậy nha các chị, thì em sẽ đo cái phần này nè. Cho các chị từ trên đầu xuống tới mũi nhọn là 12.5 nha các chị. 12.5, còn cái từ này cho tới này là 10 sen. Đó, rồi. Chảo hai chân đây còn khá đẹp luôn, hoạt động thì ok, đẹp luôn. Rồi mã 41 nha các chị, 380k. Tiếp theo là mã 42 là một cái cây thước lá. Cây này thì còn đẹp nha các chị. Đó. Còn đẹp nha. Cây này thì nó chỉ có 30 sen thôi nha các chị, 30 sen. Logo nội địa Nhật xin qua. Bên này đó, xin qua nha các chị, còn đẹp luôn. Đó. Đó, 30 sen 300 mi, logo nội địa Nhật xin qua. Rồi mã 42 nha các chị, 100k. Tiếp theo là mã 43. 43 là một cái thùng đồ nghề nha các anh chị. Cái thùng này thì khá dài đẹp nha các anh chị. Ba nói gì vậy? Thùng này tới 1.4 nha các anh chị. Cái thùng này nó dài đẹp lắm, 1.4 nè. Thì cái đó hiệu Toyo nha các anh chị. Em sẽ mở cái này lên cho các anh chị xem bên trong này. Bên trong không có trài xước gì hết nha các anh chị. Bên trong không có trài xước gì, đẹp lắm luôn. Trong không trài này, em sẽ đại lại này, đại lại hai bên rồi ok nha các chị. Rồi thì cái thùng này là hình thức của nó này, bên ngoài này thùng này còn đẹp nha các chị, thùng này còn đẹp này, bên ngoài này không có trài gì hết luôn, có sơ sơ xíu xíu thôi. Rồi mã 43 thì chiều dài của nó là 42 nha các chị, nhân 14 nhân 10, 43 300k. Thùng còn đẹp, không có trài xước bên trong được, không có bị gì hết. Mã 43 300k. Tiếp theo là mã 44 nha các anh chị. 44 là một cái đuôi chuột. 44 là đuôi chuột. Thì cái đuôi chuột này là nó số của nó là 13. Đầu của nó là 10-13 nha các anh chị. 10-13 hiệu tớp da băng. Còn khá đẹp luôn, mới, còn khá mới luôn nha các anh chị. Thì cái phần này á, là chiều dài của nó là 75 nha các chị, 75 mi, chiều dài của nó là 23 đó, đầu đẹp luôn nha. Đuôi chuột này hiệu tốt da băng, đầu bên này là số 10 nè, hoạt động ok. Bên này là 10-13 nha các chị, 13-10 hiệu tốt da băng. Giờ mã 44 nha các chị, 170k. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.